Qua 3 video trước, chúng ta đã nắm được các cái kiến thức cơ bản để xác định một tài khoản phát sinh thì ghi nợ hay ghi có. Trong nội dung video này, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm với các bạn về các cái nguyên tắc khi định khoản. Các nguyên tắc này giống như kim chỉ nam để bạn có thể áp dụng mọi định khoản, từ đó tránh được các cái sai sót không đáng có. Nguyên tắc đầu tiên khi định khoản là phải xác định tài khoản nợ trước, tài khoản có sau. Điều này khá quan trọng nhưng rất nhiều bạn từ khi học lý thuyết chúng ta đã không để ý và dẫn tới không tạo lập được cái thói quen về sau này. Nguyên tắc thứ hai, trong cùng một định khoản thì tổng số tiền ghi vào bên nợ phải bằng tổng số tiền ghi vào bên có của các cái tài khoản phát sinh. Tức là sau khi định khoản xong, bạn cộng tổng số tiền bên nợ và tổng số tiền bên có mà không bằng nhau, nghĩa là bạn đang định khoản sai. Nguyên tắc thứ ba là một định khoản phức tạp thì có thể tách thành nhiều định khoản đơn nhưng không được gộp nhiều định khoản đơn thành một định khoản phức tạp. Như vậy, qua nội dung bài này cộng với các cái kiến thức đã học từ 3 video trước, chúng ta sẽ đến video cuối cùng, đó là quy trình định khoản cơ bản. Ở đó sẽ có các bước rất cụ thể giúp các bạn có thể áp dụng để định khoản mọi cái nghiệp vụ kế toán phát sinh.